Quân đội Israel hôm 17 tháng 12 đã công bố một đoạn video mà họ nói rằng là hình ảnh của Mohammed Sinwa, em trai của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa, đang đi trong một ô tô bên trong một đường hầm cực lớn mà Israel mới phát hiện ở Gaza. Israel nói rằng tuyến đường hầm mà họ vừa phát hiện có kích thước đủ lớn cho xe chạy bên trong để đưa các tay súng từ Gaza đến tận biên giới gần cửa khẩu Erez. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari công bố một video mà ông nói rằng em trai của thủ lĩnh Hamas Mohamed Sinwa đang ngồi bên phải của tài xế khi đi xe qua đường hầm này. Ông Hagari mô tả đường hầm này là bí mật của thủ lĩnh Sinwa và Hamas đã đầu tư hàng triệu đô la để xây đường hầm này.